để coi coi kỹ là đang đó. Wow, 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 wow. Quá đẹp. Cái này không đi làm người mẫu mà đi dắt lúa là uổng lắm nha. Cái thiệu cũng thương gì thôi. À, quá quyết rồi. Chứ sao? Thôi, cái này người mẫu chứ mà đó, đó, đó. 12 bao thì cũng được có 600 kg hả chú? Không có lại lỗ chăn chịch luôn. Lỗ hả? Không có lại nổi đó. Không lại nổi luôn. Không rồi. Thấy gầy chuột nè. Mắt luôn chuột là mắt luôn cái gặp. Mắt luôn gặp hả? Ừ. Sách đi luôn. Sách đi luôn. Ủa ông mua nhiêu công mình không? 300. À 30.000 công. Dạ. Và phía sau nó như thế này. Khi quấn vô thành cây rồi thì nó sẽ đủ mà mua bán giờ không biết nói giá gì, không nói gì hết trơn. Đủ mua cái máy cắt nè. Mẹ cắt em chắc có vậy chứ không biết cái giá gì hết trơn. Chính rồi, chính rồi, chính rồi. Ôi, ôi 18 của mình bán được giá mấy vậy? À, dạ, mới đầu năm 6 giờ nó mua có 5.3. Ủa sao 5.6? 7.3, lộn. 7, mới đầu 7.6 lần hả? Ừ, cái giá nó mua 7.6 luôn á. Công rử đó, có 62 vào đó. 4 công rử đất 62 đúng là chưa được 600 kg. Ủa gì có 7.000? 5451 có 7.000. Trời ơi xuống nữa rồi ông ơi. Chứ hôm qua là 5451 vẫn bán được giá 7.200 nha. Hôm qua hôm kia. Ôi ôi ôi. Đậu dính rồi đó. Dính chưa, dính chưa? À. Cho anh hai còn. Anh hai đâu, anh hai nào? Ồ anh đó đó ha, anh đó anh hai đó ha. Có nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi rồi. Ồ, chạy đâu, chạy đâu. Chạy đâu, wow, wow. Ôi, 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 dính rồi, dính rồi. Tập trung lên, hiểu không? Đâu đây, cho coi cái, wow. Wow, chạy hả? Wow, wow, wow. Dạ. Cô cắt chưa? Hồi nó mới tới ha. Có cô giống gì? Ừ, giống hả? Ô em 18 luôn hả cô? Ừ. Bán được giá mấy? 7.300 phải không? 7 mà nó lòi ra chắc bớt 1.700 hay gì không? À lòi ra 1.000. 7.600. Dạ. Mùa này thì ở khu vực này bà con ai cũng trúng đỡ rồi cô ha. Dạ. 5, 6, 5, 6, 7, 7. Dạ. Vậy cũng ổn rồi. Rồi nó bị lúng ha. Cái này bị lúng nè. Chỗ đâu ai? Cái mé mương. Dạ. Ôi. Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú các anh chị và các bạn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay tiếp tục những thước phim trên những cánh đồng vụ hè thu. Mùa này luôn có những điều bất ngờ, có những điều thú vị xảy ra hàng ngày hàng giờ trên những cánh đồng. Mời cô chú các anh chị và các bạn theo chân giải trí miền Tây, chúng ta cùng tìm hiểu bà con và những niềm vui, những trăn trở, những sự bất ngờ trên cánh đồng ra sao. Xin mời. Của cô anh cắt chưa? Chưa. Bên kia đó hả? Kia giống gì anh? Cũng ngồi em 18 luôn. Bán được giá mấy? 73 mà còn 72 à. Ủa? Vậy. Mới nghe nói 7.300 bây giờ 7.500 bây giờ xuống 72 hả? Nghe nói gì đâu. Ủa gì kỳ vậy trời? 7 thì xuống đây thì bớt 1.000 lòi ra thôi chứ gì dữ vậy. Ừ, gì xuống ngoài vậy? Nãy giờ nói đó là 73. 3 mà lòi mắc 100 không? Dữ lên máy là mấy 100 đồng đó mà. À lên nó là chở xuống dưới ha. Nó cái băng mà bóc giác á, nó làm hết 100 kg. À nó lấy hết 100 kg. Rồi mình cho riêng nữa rồi. Nó có cho gì? Cho. Rồi cái đó là mình chịu đó. Nó tính vô hết trơn rồi đó. Nó trừ này nọ lắm chứ. Vậy là còn có 7.200 gì hết cô ơi. Đó
Còn ở đây thì hồi nãy hỏi cái anh bên kia, anh nói là 7.000, 7.300. Bây giờ qua đây anh này anh nói 7.200 nè. Ủa gì xuống gì? Thì nó 7.300 nhưng mà mình trừ cái tiền 100 của bốc giác đó là còn 7.200 đó. Tiền vận chuyển đó ha. Ừ. Không phải chụp, mình chịu đó là cho bốc giác nó lòi ra. À. Tức là không phải lúa sụp. Tại vì chi phí á. Lòi ra cái ai mà là giùm mình đâu. Đúng rồi. Sông lớn nữa. Chi phí chở ra đường sông lớn nữa. Dạ đó, đường sông ở dưới kia đó. Vận chuyển qua bên đó là tốn hơn 100 đó, giống vậy á. À. Chứ đâu mà sụp. Đâu có sụp. 7.300. Dạ. Mà tiền vận chuyển là mình chịu. Mình chịu tiền vận chuyển cho nên tốn hơn 100. Đúng. Đó, giống vậy đó. Chứ không phải là giá lúa sụp. Đó. Nó rõ ràng. Như bà tin cảnh 7.700 đó hả? Thiệt thòi quá. Chưa biết hả anh? Chưa biết ạ. Nhưng mà bà con ở trong sâu này thì nó thiệt thòi hơn bà con ở ngoài ha. Đó. Dạ. Con hẻm. Con nói bà con vậy thôi. Còn thế thì à đó. Con thanh vậy đó. Giá lúa ở đây bây giờ cứ vào một gian đất là người ta lấy thêm 100 đồng các bạn nha. Cho nên là giá lúa ở bên ngoài thì 7.300 nhưng mà vào trong này thì bà con bị mất hết 100 còn 7.200 đó. Đó là cái tình hình giá lúa ở đây là ba xe hay là K8 đó các bạn. Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ thì cái cứ mỗi vô gian đất là người ta sẽ tốn hết 100 đồng vừa vận chuyển. Wow chuột. Wow nguy hiểm quá các bạn. Các bạn chụp chuột này trong chết rồi chết chưa wow chết chưa chưa nữa hả? Chưa rồi. Chạy vô lúa lại hay gì vậy ta? Còn hả? Còn đây hả? Xuống vô giò. À xuống vô giò. Nín ở dưới luôn, hay thiệt. Ở đây chuột cống không á nha. Kìa bên kia có nữa kìa. Quá chừng chuột các bạn ơi. Nhiều quá. Cái như tình hình mình chia sẻ với các bạn nha. Thì mỗi một gian đất vào thì bà con phải tốn hết 100 tiền vận chuyển. Chính vì đó cái gian đất ở trong này chỉ còn 7.200 thôi các bạn. Và cái giá lúa rất là lạ là tắm cho mát đi. Rồi chú quay trên nè. Hả? Đầu này chuột dữ lắm nè. Thấy con nào đâu. Ở dưới nó bắt hai ba con rồi đó. Trời ơi chạy ra đó đó. Ai biết thằng ấy nó chạy đâu được đâu thì vòng không có gỡ nhà ngon thì chị ai biết đâu gỡ đâu rồi. Cái này cắt rồi ha cô. Cái giống gì mà sao nó đẹp vậy cô? Cái này
À, 501 thì chứ nó đẹp hơn cái OM 18. 501 thì cô bán được giá mấy? Cũng giá. Giá là nhiêu? 7.300 hả? Ủa. À, cái này gọi là OM 501 hả ta? Này 501 này. À, 501 mà giá là 7.300 luôn. 7.300. Nhưng mà lúa này nó trúng hơn cô ơi. Trúng hơn nè. Đó. Cái em đâu có nói đâu à. Thôi. Đây, có con chuột nào không? Đây gặp cái đội bắt chuột đào gốc khoai mì luôn. Đó. Chuột mà đào gốc khoai mì luôn rồi nè. Đoạn này thì chắc nó hư một phần. Hư một phần lúa. Nó lên mọng luôn rồi. Lên mọng lên cây luôn. Đây mình quay tiếp ở ba xe ở KH8 các bạn nha. Cái này thuộc KH8 rồi. KH8 quận Ô Môn thành phố Cần Thơ. KH8 là ở đây thuộc về Định Môn, Thế Lai, thành phố Cần Thơ. Ở đây là KH8 Thế Lai ha anh? Thuộc về Thế Lai đúng không ạ? Dạ Thế Lai. Cái này giống giống gì anh ha? À, này OM18 rồi, là nó hơi nhỏ nè. Nãy giờ chuột chạy ra nhiều không? Thấy con nào không? chưa thấy con nào luôn hả? Đây hai mái luôn rồi. Không biết có chuột không. Ở khu vực này thì bà con dùng cái giống là OM18. Và cái giá lúa hôm qua đó là 7.300. Và những người ở trong á, ở trong thì người ta bán được 7.200. Bởi vì tốn hết 100 tiền vận chuyển chi phí các bạn nha. Đó thì cái hôm nay mình không biết như thế nào. Để mình hỏi một số bà con xem thử coi hôm nay thì cái giá của nó ổn không? Khác với ngày hôm qua như thế nào các bạn ha. À, giá lúa hiện nay thì nó cứ đi xuống các bạn. Tình hình giá lúa nó cứ đi xuống. Mình cũng không rõ. Giá thị trường thì nó cầm nha các bạn. Nhưng mà cái giá của thương lái mua ở tại ruộng thì nó xuống. Đó là thực tế các bạn nha. Cho nên có những bạn hỏi sao mà giá thị trường mà những cái bản báo giá thì nó cao mà là giá thực tế người ta mua nó không cao bằng. Cái đó không nói được các bạn. Cái đó do mình thương lượng với bên thương lái thôi. Chứ đâu nói được các bạn nha. Này nó chỗ này là nó sập nè. Nó bị thương lúa. Rất là khó khăn. Phần lúa mà bị ngã này các bạn thì người ta sẽ
trên thôi, bỏ cái phần ở dưới như vậy nha. Thì đó là cái vấn đề mất lúa các bạn nha, mất lúa, thất lúa. Cho nên là chúng ta làm mà nó bị ngã là một cái vấn đề cũng gọi là mất mát cái mùa vụ của mình các bạn. Đó. Ở đây thì còn đường nữa là xong, đường cuối cùng khả năng là chuột nó chạy ra, hên xui. Ở đây chạy hai máy các bạn, một cái máy chạy rất là mạnh, cho nên cánh đồng này các bạn thấy là hôm qua nay cắt sắp xong luôn các bạn, khả năng là một ngày hôm nay nữa có thể là xong. Đây là cái luống cuối nè, thường là những luống cuối như thế này là chuột rất là nhiều các bạn nhé. Và cái mức giá ở khu vực K8 này các bạn là trước đây là 7.500, 7.600 OM18, còn bây giờ là cái giá chỉ còn có 7.300, 7.200, thì cái mức giá này rất thấp so với trước đây. Chính vì thế mà có những bà con cũng kêu các bạn ha, người ta cảm thấy là cái giá nó thấp quá, người ta cũng không có lời nhiều quá các bạn, lời rất là ít, không có lời nhiều. Mấy anh em đi đào hang nè các bạn, đào hang. Anh lại thấy cái hang ở đâu rồi đó. Bên này cũng có hai anh bạn đang đi đào. Đào cái hang chuột cũng rất là thú vị các bạn. Ở mùa này khi người ta cắt nó chạy vào hang, khi đào vậy á mà thấy được cái đùng là nó có con trong đó luôn các bạn nha. Tới chưa? Cho coi chứ. Ăn guồng hả? Ăn guồng quá trời luôn mà. À, còn cái lỗ ăn guồng guồng guồng. Đó đó đó, chạy ra đó. Đó. Nè, chạy bên kia ơi. Trời ơi, ngay đây rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chặn cái đó. Đẩy cái này lại, đẩy cái này lại. Đó, ngay kia là đống rơm rồi đó. Đó. Chính rồi, chính rồi, chính rồi. Chính rồi, chạy đâu cho thoát. Ôi. Đã quá. Một con. Còn không, còn không. Bên đâu hả? Ôi. Ôi. Ôi 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 ôi. Giục giục giục. Bé răng. Không bé răng hoặc là tiêu. Con một vậy hả? Rồi. Lỗ công đào rồi. Nhưng mà được. Kệ hang có con cũng được rồi. Sống là chưa chết. Đã ha. Cái này con cái hả? Cái. Ôi, con này chơi có cái miếng vải này là nó sống phải không? Cho nó sống. Cho nó sống luôn. Chết là hết ngon rồi. Chết hết ngon rồi. Chiều cái này là gu ti thật kìa, về đúng bài luôn. Đang tìm mua nấu mẻ. Cái món đó tôi cũng nghe người ta nói ngon lắm mà tôi cũng nào giờ chưa ăn. Nó còn mẻ với gì ngò ôm rồi đó ha. Đây. Chú cây mày ăn đậu để chạy ăn tới tặng rồi. Để qua coi mấy ông này coi bên này có làm ăn gì được không. Chưa nắng mà đậu gì là mệt lắm à. Coi mấy nhóm bên này đó. Đây
luống cuối nè, có chuột trong này á. Rơm ra các bạn nha. Là dữ dằn luôn. Đó, chuột nó chạy rồi, chuột chạy rồi. Rồi, chạy rồi. Nhanh nhanh nhanh, chạy chạy. Đó, đó, đúng rồi. Không nhẹ nhẹ sao nó chạy ra kìa. Đó. Đó, lụm rồi. Chạy đâu khó. Được không? Vậy là qua bên kia hả? Sao biết đường quần ta? Hơi bị rối rồi đó nha. Hơi bị rối. Con này cũng nhạy lắm mà không bắt. Nó còn xảy được là hay lắm rồi đó. Hay vậy. Lò mất tiêu luôn ha. Rồi xong một em. Chuột mùa này nó bự lắm. Sáng giờ mấy ông làm được nhiêu rồi nè, chắc là chưa giờ gì. Mấy con 4-5 con. 4-5 người mà bắt không được. Không được. Nó còn chạy nữa. Uổng ghê ha. Chuột này nó mập lù à. Heo này quá. Đó, đó. Thấy, thấy cô rơm kìa. Chạy mất rồi đi á. Còn không biết. Đi hang nó luồn luồn biết chỗ nào. Xa quá trời xa. Đó có lúa đó. Quá chừng. Đây là máy quấn rơm các bạn nha. Ở quê mình hiện nay người ta sẽ bán rơm. Nếu người ta không rải rơm ra để đốt các bạn thì người ta sẽ bán rơm, và cái máy quấn rơm thì nó kết cấu như thế này các bạn. Đó. Để nó chạy theo luống như thế này để nó thu rơm và nó vấn thành cây các bạn nha. Đây. Rất là hay. Đang chăm nhớt thêm thì máy quấn rơm này nó rất là tiện lợi để người ta mua về người ta bán lại các bạn. Rơm này mình mua bao nhiêu công vậy anh? Mua bao nhiêu công rơm? Em chạy mướn à? À dạ chạy mướn ha. Còn cái ông chủ ông mua bao nhiêu công mình không biết hả? 30. À 30.000 công. Dạ. 30.000 công rơm. Quấn vô thành cây rồi thì nó sẽ có mọi người để thảy lên như vậy các bạn, để thảy lên nè, đây các bạn thấy nó được thảy lên à, rất là hay các bạn ha. Quấn xong rồi nó sẽ lòi ra. Đó là cái cách mà thu rơm trên đồng như vậy các bạn nha. Thu rơm trên đồng. Chị, chị ha. Dạ ô em 18 hả? Ô em 18 hả cô? Ô em 18 của mình bán được giá mấy vậy? Trời ơi, mới đầu năm 16 giờ nó mua có 53.
Ủa sao 5.000 7.000 3 7 ngàn, mới là 7 ngàn 6 lần hả? Ừ, cái thời gian ta mua 7 ngàn 6 lần đó. Rồi cái này của mình là bao nhiêu công? 15 công. Ôi 15 công luôn. Đây là dụng em 15. Trời ơi, của cô là mùa này cắt được 15 công luôn hả? Tổng số hay là ở đây 15 công thôi? Còn đâu nữa? Còn đâu nữa không? Không, có miếng này hả? À, như vậy là hôm qua đó là tôi em 18 ta cắt được 15 bao đó, của cô ổn không? Chưa biết. Con thấy mã lúa này cũng cứng lắm nè. Nhiều hết, bằng rồi cân cộng ký mới biết. Vậy là 7.300 hả cô? 7.300 rồi bước trả ra cống một phần 100 rồi còn có 7.200 hả? Ủa, có 7.200 luôn hả? Ừ. À, vậy là xuống giá dữ lắm rồi. Trời, thằng ơi, trên giờ dạch 7.600. 7.600 sao được, còn 7.500 thì xuống đây thôi, mua 7.400 luôn được. Ừ, sao có còn 7.200 luôn? Mấy bằng gương chán rồi này tôi bỏ không làm. Không làm nữa hả cô? Thôi làm đi. Mùa này là mùa nước nó trúng hơn không? Tức là khu giận luôn á. Chán hả cô? Trời ơi, không mừng bữa ta cắt được rồi mà không cắt ra để tới bữa nay 14 mới cắt. Ủa sao kỳ vậy ta? Nó cắt lấy gì? Phải chủ ruộng mình mà. Chính rồi mình kêu cây tôi cắt cắt rồi, tôi kêu cắt bữa mùng 9 chứ đừng có mùng 10. Nhưng mà bây giờ tại sao mình không chịu cắt? Nó nói là lúa mùa người ta đợi chín thì chín khô người ta mới cắt. À, tức là tùy theo cái ông cò đó, ông cắt chừng nào ông cắt ha. À. Cái ông lái ông cắt chừng nào ông cắt ha, ý vậy. Mà tức chết luôn rồi. Tức lắm hả cô? Tức lắm. Ngã, trồng ngã hết trơn. Hồi giờ cắt sớm này nó không có ngã. Dạ. Rồi để trễ cái mưa nắng, mưa nắng ngã hết trơn. Trời ơi. Mưa gió ngã. Có mà ruộng thấy ghét lắm. Hồi nãy con thấy cái đó, cái chòm kia ngã quá trời, ngã ở đằng đó trên. Ngã quá trời đó. Đó ngã, con bò ngã, ngã liệt nghĩa hết. Phải cắt sớm mà nó ngã ít. Dạ. Đã trễ rồi lúa nó chín quá nó gục á. Dạ. Rồi mưa gió cái nó ngã. Trời ơi. Cái hộp nó nặng cái nó ngã. Chắc mất biết nhiều lúa hả cô? Lỗ rồi hả? Sao tệ dữ vậy? Không lỗ đâu cô ơi. Tấn mốt luôn hả cô? Ừ. Nhưng mà kỳ này thì nó không bằng hả? Trời ơi, lúa lúa không được như lúa này nữa. Cắt lùng 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 xong đó. Dạ. Mà đều không có ngã. À. Không tấn mốt. Tại vì kỳ này là do nó ngã là do ý của cô muốn cắt nhưng mà ông cọ không chịu cắt ha. Ừ. Tôi lúc đó mà tôi làm chủ á. Là mùng 9 là tôi kêu ta cắt hết rồi đó. Ủa mà bây giờ cô cũng làm chủ mà. Nó làm chủ chứ mình làm chủ gì? Ai làm chủ? Mấy thằng cắt lúa á. Ờ mấy cái ông máy, mấy ông cò, mấy ông làm chủ hả? Rồi mình làm chủ là mình kêu dân cắt bằng tay là mình làm chủ. À ý vậy. Kêu người ta cắt bằng tay đó. Dạ. Mình làm chủ. Dạ. Còn mấy thằng máy thì nó làm chủ, nó muốn cắt gì nào nó cắt. Chúng nghe rõ chưa? Rồi con nghe rồi. Mấy năm trước là tôi mạnh, tôi kêu cắt bằng tay không là tôi mạnh trước. Đâu có chính gì mấy mạnh đâu. Dạ. Con xanh là tôi cắt rồi. À. Tao. Dạ. Còn bây giờ mình đâu có được quyền quyết định nữa hả con? Nó quyết định không đó. Trời ơi. Mấy mình muốn chán chết luôn đi. Chán chết. Gục hết trơn vậy. Dạ. Chúng tôi theo mà mùng 10 là cắt rồi. Dạ. Là gầm này xả rồi đó. À. Nó cắt gầm này cắt rồi chưa cao xả. Bởi bỏ vậy. Xả vậy. Bởi vậy. Mình bỏ. Vậy là bây giờ bỏ. Tại nó trễ rồi. Trễ rồi thì mai mốt quá là nước nó lên, chụp lên là chết nữa. Dạ. Còn mình nhiều mình ăn chụp lên chết mình lỗ nhiều. Lỗ nhiều. Ừ, không rồi. Bởi vì sợ lỗ cho nên không làm luôn. Ừ. Giận rồi bỏ luôn. Chán rồi. Sợ lỗ. Chán rồi bỏ luôn. Trời ơi, rồi chú đâu rồi cô? Đồng tôi ở trọng. Coi ở trọng, cô coi ngoài này, cô như nay nhiêu tuổi rồi? Trời ơi, đã nghiệp mạnh. Phải mướn một người tiếp coi rồi, rồi ông coi trọng tôi trở đi. Thấy không đâu, cái lỗ cho tôi cho tôi đó. À, dạ. Con mất bao. Bao hay là ta lụm á. Mùa này cũng ghê lắm cô ha. Không biết đường đâu nói. Rồi vậy là nó cũng có cái khó của cái người nông dân chứ mà thấy cái mã lúa này, thấy mã lúa này trúng con tưởng đâu là ngon nhưng mà rốt cuộc lại nó cũng ngã do cắt trễ cô ha. Dạ. 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 Không tới bây giờ. Dạ con kênh YouTube Giải Trí Miền Tây. Dạ. Dạ. Đó các bạn nha. Ở đây bà con cũng đã lúc có cái nỗi khổ của người ta. Đó.
Tính ra đất nhiều thì có đó, nhưng mà cũng có cái nỗi khổ cô ha. Chứ đâu phải đất nhiều như cô với chú 15 công đất đâu phải sướng đâu. Đất cắt cũng giữ chết luôn, trời chảy là mất, mất lúa. Ủa người ta ăn cắp lúa hả cô? Ừ. Ăn cắp như thế nào, giác bao nó đi hả? À lấy gom đậy lại. Không thấy, không có người gom đậy luôn. À vậy luôn đó. Người ta biết tại vì ta không có làm rồi mấy năm trước à. Mấy năm trước á ha. À, lấy gom đậy lại xong cái mình đâu có ấy, mình thu sót cái như mấy bạn gom nè, mấy bạn đâu có thấy đâu. Rồi chiều tối ra vác về. Rồi cô nói không mới biết đó. Dạ cảm ơn cô ơi. Đó các bạn nha, bởi vì người nông dân cũng có nhiều cái nỗi khổ lắm các bạn nha. Như xin chào. Mình nhìn thấy vậy đôi lúc mười mấy công đất cũng không phải là ngon các bạn nha, chắc chắn là như vậy. Đôi lúc mình nghĩ là cái đất nhiều mười mấy công mà chắc thu nhập ngon hay là sẽ là im ha, nhưng mà người ta bây giờ là giống như cô mà làm mùa này rồi là cô bỏ không làm nữa, bởi vì nó trễ các bạn, cắt trễ rồi thì vụ sau mà mình xả trễ xuống nước nó chụp lên nó sẽ chết lúa của mình, mất lúa của mình. Chính vì đó người ta không làm nữa các bạn nha. Đó. Không làm nữa, bỏ luôn. Là cái vấn đề của bà con ở khu vực KH8 này các bạn. Đây các bạn thấy lúa cũng rất là đẹp ở cái mùa vụ này các bạn. Tuy rằng nó không trúng như cái vụ kia đâu, nhưng mà nó cũng ổn các bạn ha. Một cái cánh đồng như thế này 15 công đất đó, nhưng mà cái giá cách đây mấy ngày thì là 7.500, 7.600, còn bây giờ là chỉ có 7.300, 7.200 thôi các bạn. Thương lái thì mua là 7.300, nhưng mà mất hết 100 đồng tiền chi phí vận chuyển các bạn. Người ta kêu chuyển ra thì phải mất hết 100, chính vì đó còn 7.200. Và bà con thấy cái lợi nhuận của mình thấp quá, cộng với mùa này trễ các bạn, tức là cắt ở giai đoạn này thì trễ quá. Mà nếu trễ rồi, mà nếu bà con mà xạ lại cái mùa sau đó các bạn thì nó sẽ không kịp thời vụ, nước nó chụp lên, khi nước nó chụp lên đó là nó sẽ mất lúa, thất là lỗ nữa mùa sau. Đó là cái vấn đề của cái ruộng ở đây các bạn. Chính vì thế là cô bỏ luôn, cô không làm, bỏ luôn, chấp nhận bỏ luôn các bạn. 15 công thì cái này mình nghĩ những ai mà có nhu cầu hay là muốn làm thì cố hỏi là người ta cho làm không luôn đó các bạn, để cho ruộng người ta không có lên cỏ nói vậy. Yếu à hả, chưa nắng rồi cố lên, 2-3 lên, 2-3 lên. Đó. Đây là những gương mặt thân quen của giải trí miền Tây nè các bạn, mấy anh chàng đẹp trai. Ổn không anh? Ổn không? Kiếm được nhiều mùa này kiếm được nhiều Ủa sao có 500 mấy 600 hả? Rồi 4 công rưỡi đó, có 6 hàng vào đó. 4 công rưỡi đất 62 đúng là chưa được 600 kg. Rồi như vậy thì lúa này 3-4 mấy kg vậy khô quá trời khô rồi. Xuống dưới kia tập trung xuống kia luôn chưa? Chừng nào cân? Chiều cân. Chiều cân hả? Vậy thì mình bán cũng giá 7.000 mấy anh? 7.000. Ủa gì có 7.000? 5451 có 7.000. Trời ơi xuống nữa rồi ông ơi. Chứ hôm qua là 5451 vẫn bán được giá 7.200 nha, hôm qua hôm kia vậy đó. Cần em kia em qua cần mới rồi đó cũng 7.000 đó. Ủa số kỳ vậy đó?
này mua vậy đó, nó đồng lúc nào mua rẻ hơn ta chứ. Trời kỳ vậy ta. Năm ngoái là mua năm bốn năm một rẻ hơn em 1800 đồng, hôm nay rẻ hơn 300 đồng. Ừ. Cái hôm qua tôi thấy là 5451 nó mua bằng giá của em 18 luôn. Hôm kia gì đó. À, có cần có 7000 nè. Sao thấp dữ vậy? Em biết nó mua sao à, đông não vậy chứ. Còn ở em 18 nó 7.3 đó. Ừ. 3 mà lộ ra trống rồi, còn 7.2 à. Còn 7.2 đúng rồi. Trời ơi vậy. Cho nên bà cô bên đó bà nói thôi bây giờ bà, cái mùa này bà lỗ rồi, mùa sau bà không làm luôn. Lỗ rồi không lỗ mà bán ra lỗ công á. Lỗ công á. Như quề vốn vậy đó, nó không lời nhiều á. Chi phí công á cắt là hết rồi, có 3 triệu rồi bán 4 triệu rồi. Ờ lời đơn triệu ha. Ở vậy. Trời ơi vậy là có 7.000 hả ta? Tưởng đâu là cũng 7.200, 7.300 như bà con. Rồi của bạn như vậy, của anh như vậy là 4 công hả? Này 4 công rưỡi. Ngày qua cắt trên kia hết 10 công rồi. Ở trên kia 10 công giống gì? Cũng này luôn nè. 5451 luôn hả? Của tôi 5 công với của ông về vợ 6 công. 5451 hết luôn. Như vậy thì công mình kiếm được 1 triệu bạc vậy thôi. Đó. Sao có những người người ta nói người ta lợi lắm mà sao của ông người ta nổ đó, có mấy ông có sao mà hai bao đó bốn công rảnh thì đó người ta nói vậy không đó, à, sao biết được. Ừ nói chúng nói lời không tôi có biết đâu. Nhưng mà rốt cuộc là phá huệ với lợi ích không hả? Bởi vậy thôi giờ mình huệ thì mình nói huệ đi cho chắc ăn. Nhưng mà cái bà cô nhà đó mà vậy đó, đó mấy ông ứng công này cho gửi 3 triệu rồi. Ờ các bạn ơi, có người lời có người huề như vậy các bạn. Lời mà 1 triệu theo ảnh nói á, 1 triệu một công là đã huề rồi các bạn nha. Bởi vì cái đó là cái công mình bỏ ra mà nó chi phí. Ôi. Ôi bé dữ vậy. À. Wow, dữ dằn không? Quá bè luôn. Sao bè vậy? Quá bè quá bè. Sáu muối đây để coi coi kỹ là đây đó. Wow 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 quá đẹp. Cái này không đi làm người mẫu mà đi giặt lúa là uổng lắm nha. À sao trời ơi quá mạnh luôn. Quý thương mà giới thiệu con gì thôi. À quá quý rồi. Chứ sao? Ôi cái này người mẫu chứ mà nó đó đó. Đó 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 đó. Wow wow wow. Kinh luôn kinh luôn. Kinh luôn. Wow dữ dằn. Ô quá quý luôn các bạn nha. Đó giang an giang các bạn nha. Đó. Chai An Giang. Ở trên cánh đồng vui như vậy đó các bạn. Mình phải tạo cái niềm vui để có được cái niềm vui. Bởi vì ở đồng quê mà các bạn, người ta sống với cái sự khô khan. Các bạn thấy lúa, thấy ruộng là các bạn thấy được sự khô khan rồi ha. Nhưng mà ở quê thì đôi lúc cũng có cái niềm vui ở trên những cánh đồng như thế này à, của các em bắt chuột rồi hay là của các anh bạn đi làm.
Nãy giờ mấy đứa có chuột chưa? Có chuột chưa? Mấy con hả? Mấy con là đủ nhậu rồi. Mấy con là đủ nhậu rồi. Đó các bạn ha, thì tất cả được tập trung ở dưới đầu biển như thế này các bạn, đó, tập trung hết ở dưới đầu biển để chuẩn bị xuống sông, về xuống sông gọi là đưa lúa xuống ghe. Đây là cái đường đi lên của máy xới các bạn nha. Đó, tập trung lên đây. Cái này của mình chừng nào cân chú? Chừng nào cân? Nước lớn nè. Nước lớn. Nước lớn mới cân ha. Dạ. Trúng không ông? Được bao nhiêu bao? Rồi, có hai mấy bao hả? Hai mấy bao mà công gửi thì một công được 15 bao hả? Không tới đâu. Không tới hả? Nè. Công được khoảng 12 không? Không, 12 bao chứ. 12 bao, dạ. 12 bao thì cũng được có 600 kg hả chú? Phát kg không có lại lỗ càng chịch luôn. Lỗ hả? Không có lại nổi đó. Không lại nổi luôn? Không lại. Ông quyết đoán một câu là không lời luôn rồi đó. Rồi có lỗ không? Cái nhà không này kia nữa, không có cái gì cũng nhà không đó. Làm nhà thôi cho nên là nó đỡ hơn, nó không lỗ lắm. Nhưng mà chú tiền cái tiền chi phí mình nó khoảng 3 triệu không? Đó, ba triệu quá, chi phí nó nặng quá. Chi phí nặng quá chú hả? Phần cố mình kia nọ. Dạ. Đó. Tính ra cũng không lời chú ha. Rồi xong luôn, không có lời. Không có lời nhưng mà có nhiều người người ta nói có lời á, cho nên là có người nói lời, có người không cũng không biết, tùy theo người á. Muốn nhiều thì sao muốn hết rồi, mà muốn hết rồi. Không nhà không rồi đó. Dạ dạ. Đất mướn kia đó rồi không có lời. Dạ đất mướn rồi. Của chú là đất mướn hay đất nhà? Đất nhà mà cho nên cũng có lợi chứ, có lợi nhưng ít thôi. Mấy bạn là rất là giỏi nha, 16, 17 tuổi, 18 tuổi mà. Đó, mấy 13 tuổi rồi. Vậy hả? Sao nói 16? 13 hả con? Mới 13 tuổi mà giỏi á. Nguyên cái đồng này nó làm không nè, rinh hết luôn, quá giỏi luôn. Ủa ơi, con học lớp mấy mà con đi làm? Học lớp 4 nghỉ đi làm luôn. Đi làm tiền nhiều hơn hả? Dạ. Như vậy thì con làm mùa lúa này tháng là con được nhiêu tiền? 10 triệu không? Cỡ đó ha, cỡ 10 triệu à. Đứa 10 triệu cũng ngon rồi. Chụp chạy. Ôi.
chủ nó bự dữ à. Dính chưa, dính chưa? Rồi xong luôn, chạy luôn rồi. Ké ké ké. Rồi rồi. Không phải, không phải. Con gái cũng ra lồng nữa hả con? Con có bắt chuột chưa? Cho anh hai con. Anh hai đâu, anh hai nào? Ồ, anh đó đó ha, anh đó là anh hai đó ha. Con nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi rồi. Ồ, chạy đâu, chạy đâu? Chạy đâu? Wow, wow. Ôm rồi. Ơ, dính rồi, dính rồi. Tập trung lên hiểu không? Đó là cho con cái. Wow. Wow, chạy hả, chạy hả? Wow, wow, wow. Đó, ông nở nó đi cho mày không vậy? Cho con cái bạn. Ôi ôi ôi, cho con cái. Wow. Cảm ơn, cảm ơn. Ổn mà anh. Mùa này bao nhiêu công? Mấy công hả? Mấy công của anh? 5 công không? 5 công. Cũng giá 7.200 hả? Vậy là nó xuống rồi. Ở bên kia các bạn kia 5451 mà có 7.000 hả? Sao thấp vậy ta? Cái này giống khác mà. Giống của anh giống gì? Của em 18. 7.000 luôn chú. Của ông Bỉ đó, 5451 mua có 7.000 nhiêu? 5451 mà có 7.000 hả chú? Của chú ở đây bán nhiêu? Chú sao là 7.300 UM 18. Dạ. Rồi ra cống được 7.200. 7.200 hả? Vậy là thấp rồi. Xuống rồi phải không? Ai biết, tôi chưa nghe nói mấy ông này nói nhiều, tôi biết nữa, tôi biết giá nữa. À, như anh này là cò hay sao? Chú chủ ruộng không à? Chủ ruộng đây không à? Chủ ruộng hả? Mấy con cò chưa gặp bò nào chứ, mình gặp chưa mấy cắt nào chứ. Trời đụng mà mua bán giờ không biết nói giá gì, không nói gì hết trơn. Trời đụng mua cái máy cắt này. Ông mẹ cắt lên chắc có gì chứ không biết cái giá gì hết trơn. Rồi giờ không biết là giá nhiêu rồi cứ nói nghe, nói qua nói lại thôi hả chú? Nghe nói rồi, nãy giờ vậy nghe ông này nói vậy luôn sao rẻ vậy, tôi chưa biết giá nữa. Dạ. Mấy gà có ông nào nói giá tôi nhiêu tiền đóng, cuốn tôi vậy rồi 15 công hết đó. Phải nói rồi giá cả bỏ cọc tôi thì không bỏ cọc hết trơn, đụng bữa nay kêu em bao cắt. Kia, dạ. Mấy ông trên kia cắt trước đó, mấy ông ơi. 3 còn 7.200 đó. Đó đúng trăm. Rồi em cũng nghe nói vậy. Tiền lời hơn 100 đó. Đó. Vậy là cô chú lỗ hơn hôm qua rồi. Hôm qua hình như là cũng 7.300 đó mà. Hình như là ở ngoài cho nên không có tốn tiền lời hả chú? Này đây thấy chân đầu uống tiền lời nè, tốn 100 còn 7.200 nè. Nó đâu có lỗ đâu. Hôm nay lỗ có ngày kéo lỗ lụt ra kéo công an mất tiền. À dạ. Cô chú là 15 công luôn hả? Dây này nè, dây này nè, dây này. À. Chất đầu nào để lộn? Có làm dấu hả cô? Không, đó đó. Dạ. Bao ông ngô, tên ông ngô. Ngô, không có. Chỉ là theo anh cái mùa này mình có lời không anh? Có lời là chắc ít. Ít ha, công được 1 triệu không? Dạ, được 1 triệu, triệu ngoài gì đó. Không ít vậy thôi. Tại chi phí thuốc men nó cũng nhẹ. À dạ, đúa ít hơn. Dạ. Dạ. À dạ. Bây giờ cắt cái này của cô chắc khoảng bao lâu nữa xong ta? Tiếng hồ nữa xong không cô? 2 tiếng. 2 tiếng nữa ha. Dạ. Tiếng nữa ha chú ha. Cô thấy làm nhanh lắm. Dạ. Đó các bạn, gọi là nỗi khổ trên những cánh đồng ha. Thì đôi lúc là như vậy. Bởi bà con mướn đất làm thì có cái khổ của bà con mướn đất làm các bạn nha. Còn bà con ôi chào qua. Bà con mà đất nhà thì có cái nỗi khổ của đất nhà. Chính vì thế á, người nông dân thì nhờ 3 tháng nhờ một cái mùa lúa các bạn, nhưng mà
đôi lúc người ta chán người ta không thèm làm nữa, chán luôn các bạn. Thì giờ giống như cô hồi nãy nói đó, chán không làm nữa bỏ luôn dù sao. Cái lúa của cô là OM18 các bạn nha. Mà mới đầu thì theo chú đồ nói là 7.300, nhưng mà bây giờ người ta xuống 7.200 hôm nay đó, 7.200 đồng OM18, gọi là nó cũng thấp các bạn nha. Trên những cánh đồng thì bây giờ các bạn thấy được máy chạy rất là nhiều như thế này đó. Và cái lúa này lúa đứng các bạn nha, cho nên cắt rất là đẹp và không có bị ấy các bạn, không có bị sót lúa nhiều. Gà ăn gì? Có khi nào cái ông nào ông đi thăm trước mình không ta? Có vậy. Có bị luôn hả? Bình thường. Này gà chuột nè. Mắc luôn chuột là mắc luôn cái gặp. Mắc luôn gặp hả? Ừ. Xách đi luôn. Xách đi luôn. Chỗ ông gà hai cái luôn ta. Đó, hay quá ha. Có là dựng cờ kiểu này mà ta không thấy mày sợ à. ta gài nó giấu ổng gài ổng dựng cờ kiểu này. Cái này mình mồi gì hay là không có mồi? Không có mồi, rồi đừng đi à. Rồi đừng đi, không có mồi luôn. Ai ai, nói vậy chứ thấy thì xách 1-2 con với ai đâu khó lấy gì mà. 1-2 con là hết rồi. À, tức là đến giờ đó ha. Hôm trước. Ngày nghiệp của người ta mình lấy dở ăn cũng đâu có tột. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ăn gì chứ. Hình như thấy cái ruộng nào mới cắt là ông lại ông đặt ha. Canh me canh chua mà. Canh me canh chua. Tại vì nó chạy vô mấy cái hang đúng không? Cái chạy ra. Ờ cái tối nó chạy ra. Chạy ra là lụm em liền. Chạy ra cho thoát chứ anh. Chứ lại cái đêm đầu nó dính được bự nhiều. Dạ. Lại đêm sau nữa nó giạt đi đó. Giạt đi ha. Đêm sau nó thấy nó chạy nhẫm cho gì chứ lứa lứa mà. À. Được không? Được chứ được sao? Dễ ăn nó đâu. Dễ ăn đâu. Có gì không mà cắt ra rồi rút máy ra là gài liền. Gài liền. Ăn thịt mà đâu có dễ ăn. Hả? À. Chuyên gia đi gà chuột thấy ổng lúc nào cũng có một cái giỏ rất là lớn như thế này, cứ mỗi ngày kiếm được chừng chục ký không? 5-7 ký ha. 5-7 ký là cũng ổn rồi. Giờ chuột được nhiêu ta, 100+ ký hả? Lọt sẵn thì được 100.000. À 100.000 ký là 70.000. Ký 70.000 là chuột chưa lột. Ừ. Ký mình lột 700 gram. À. À. Đó thì cái này là ngay cái hang nè. Đó cái hang nó đi ra cái là dính liền. Mò mò kiếm cái hang vậy. Rồi cứ đi mò hết cái đám ruộng này quá trời lớn luôn. Bởi vì biết bao nhiêu lòng á. Đó các bạn ha, đó là cái cách mà người ta bắt gọi là gài gặp chuột ở trên những cánh đồng mới cắt lúa là vậy. Quan trọng luôn rất là quan trọng đó. 1-2-3 lên vô. Ba người luôn. Trời ơi kiểu này là thua rồi, kéo lúa thế là kéo hết nổi luôn rồi anh em ơi. Vậy là gái thấy là nó chạy luôn rồi đó, chạy luôn đó. Có nói tới gái cái là khỏe lên liền kìa không? Gái à, miếng gái coi like là phải luôn. Cái này mình ở đâu anh? Cái này mình ở đâu? Cần Thơ hả? Cần Thơ ở đâu? Trường Lạc lên đây luôn hả? À, Cần Thơ. Hẹn chi là trai đẹp trai không rồi đúng rồi. Đúng rồi, Cần Thơ đẹp trai lắm. Đẹp trai. Cần Thơ nó chạy luôn không nổi thôi. Nhưng mà Trường Lạc làm không có nổi. À vậy hả?
Nhưng mà dạo là gần đây thì trai Cần Thơ cũng ấy nhiều lắm nha. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng chưa? Trai đẹp làm nè. Vậy chứ đẹp trai lắm á. Tại nó nghèo chút nữa thôi. Chính nó nghèo mới ế đó phải không? Đúng rồi. À, chính nó nghèo mới ế. Trai Cần Thơ là cao to đẹp trai gì không nè các bạn nha. Đúng rồi đó, cái gì đó. À, y vậy luôn đó. Có vợ chưa? Chưa luôn hả? Có vợ rồi là vợ nó coi là xong nó cự nha. Trai Cần Thơ đây các bạn nha, rất là mạnh luôn, khỏe lắm, anh nào cũng cao to hết. Wow, hình như là tôi thấy ông hót cái bụng vô phải không? Chắc cái bụng mở dữ lắm nè. Ờ, thấy chưa, thấy chưa? Ừ, cái gồng lên đưa gì cho nó có cơ bắp đồ á. À, quá đã luôn các bạn nha. Cái này mà cái cô hay cái cô khoảng 40kg lên hai cô nổi không? Được luôn hả? Trời ơi, khỏe như vậy. Em làm luôn ba luôn. Ba luôn. Trời ơi, 120kg nổi luôn các bạn nha. Dữ dằn. Kẹt kẹt tức là không có anh nào kinh nữa ha. Ôi ôi ôi. Wow, wow, dằn luôn. Dữ. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Bye bye, cảm ơn nha. Wow, ghe bự quá. Chào. Để tới tối đầy không bạn? Đây tới đầy không? Đầy luôn hả? Hồi còn thu đội kia qua nữa mà. À, còn đội nữa hả? Đã quá ha. Lúa này lúa cội không ông ơi. Đẹp quá. Cái gì đó anh ta. Lúa khô hết luôn rồi. Lúa này sấy đâu có nhiều nữa là khô rồi anh ha. Dạ, này cũng thấy gì cũng có 5-7 tiếng rồi. 5-7 tiếng hả? Cái này mình về đâu anh? Về bên Lai Dung anh. Lai Dung Đồng Tháp. Này sấy khoảng 5-7 tiếng nữa. Thấy gì chứ cũng còn chẽn, còn còn lép ha. Anh thấy vậy chứ nè. Nó đồ ẩm cao á. Nhưng mà nếu mà mình trong cái thời gian vận chuyển nó nóng lên không ta? Đêm nếu mà mình về một đêm cũng sao mà 2-3 đêm nóng. Nóng ha. Nóng lên là nó dễ bị gọi là ẩm vàng á. Cho nên là mình phải lên kho liền phải không? Kho đang sấy liền. Móc rồi đó. Móc phải không? Nếu nó nóng lên là nó móc. Ẩm thì nó móc. Xin chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Nếu cô chú các anh chị và các bạn thấy video hay ý nghĩa, hãy đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải Trí Miền Tây phát hành video mới. Xin nói là chào, hẹn gặp lại video sau. Bye bye. 2 tấn. Chạy nặng không? Nó nặng chưa lên cho lực. À. Cho lực nhẹ. Cho lực nhẹ hơn. Trời mày cũng nặng lái lắm. Ba 32 tấn. Kèo quá trời đã luôn.
Cái này là anh là chủ mua luôn hay là mình mua lại cho chủ ghe đi trả thuê cho anh ta? À, trả thuê cho anh ta. Ngon lành luôn. Cho chú điện công đoàn rồi đang không biết nên là khỏi quảng cáo rồi người ta biết người ta kêu công đoàn luôn. Ừ. Ở đâu người ta giác ra ta kêu lại. Ngoài giác lúa còn giác cái gì khác nữa không? Ừ. Chiều về có giác cái gì không? Có hả? Đi theo ông quay đi. Giác cái kia quay người ta mới xem nhiều. Mấy anh này tự giới thiệu qua ngày giác lúa đi mì leo núi. Leo núi. Giác giác cái gì mà 60-70 kg gì đó, 50-60 kg gì đó. Mình đa phần là thấy mua lúa là ở Đồng Tháp qua đây mua nhiều ha. Sa đéc là kho nhiều nhất. Ở khu vực này mình chở chuyến nào chứ anh, hay là vụ nào cũng có lấy vụ nào cũng có lấy liên tục vậy đó ha.